biến Chúa biến còn nhiều ngày. Giống như trong Kinh Thánh mà Phêrô đã từng nói với Chúa, con có yêu Ngài dù có thế nào thì cũng không tỏ Ngài. Và chính ba lời thề ấy cũng chính là ba lời về đồ với Chúa. Cho nên Chúa đã biết trước rồi, này Phêrô, trước khi gặp cái con thần còn là Chúa biết tất cả. Chúa biết tất cả, và chính vì như thế chúng ta nghe lại ngày bốn Chúa biết để rồi chúng ta hãy nhớ rằng là dù chúng ta có tội lỗi, chúng ta biết quay lại thì Chúa vẫn yêu thương chúng ta như dù này. Xin cho con trái tim Chúa đừng khép kín ở trên chính mình. Xin cho con quay lại tình yêu để vươn xa trên ánh sáng được tìm. Cái khúc này với tâm tình này, chúng tôi muốn gửi đến cho quý vị một thông điệp: tình yêu Thiên Chúa là một tình yêu đặc biệt. Mà chúng ta học lấy bài học đặc biệt này suốt một cuộc đời của chúng ta, như một đời như Chúa, để rồi chúng ta chiến thắng hình ảnh đẹp ấy, chúng ta sống trong niềm tin ở nơi bạn bè, nơi gia đình, nơi công sở, để chúng ta sống như thế nào mang tình yêu của Chúa đến gần hơn với mọi người. Ca khúc Một Đời Như Chúa, một sáng tác được một Thái Nguyên, sẽ được hiện ngay sau đây với nhạc của nữ ca sĩ Thúy.